Chào chị Phượng. Chào em. Ngày hôm nay thì em muốn hỏi chị một chút về những cái vấn đề trong một cái cuộc sống hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Thì em được biết là chị đã lập gia đình rất là lâu, có một người chồng, hai người con và vô cùng hạnh phúc đúng không ạ? Thì cho em hỏi là từ trong cái quá trình mà kết hôn như thế này, có con này, công việc đi làm thì chị có gặp phải vấn đề gì trong hôn nhân không? Thực ra thì lấy chồng của chị tính đến nay là 12 năm. Thì trong toàn bộ quá trình lập gia đình ấy thì cũng không nói là kiểu hạnh phúc một cách toàn vẹn, bởi vì là lúc nào cũng sẽ có những cái chuyện này chuyện kia, hai vợ chồng cũng sẽ có những cái xô xát, cũng có những cái mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con, rồi cái cách mà mình giao tiếp, mình nói chuyện với cả gia đình nhà chồng hay với chồng cũng sẽ có. Thì thực ra là trước đây thì của chị là chị làm công việc về cho khách hàng ấy, thì thường xuyên mình phải tiếp xúc khách hàng và cũng có dành nhiều thời gian quá nhiều cho khách hàng, cho công việc. Mình đã sao nhãng đi một phần nào về cái chăm lo gia đình nữa. Nên thành ra là, nhưng mà qua cái thời gian đấy thì chị cũng có tìm hiểu một cái cuốn sách Đàn ông sao Hạt sau Kim. Thì lúc đó mình mới nhận ra rằng là đôi khi có những cái mà mình nghĩ rằng chồng mình thích nhưng thực tế thì không phải. Và trong hôn nhân thì cái việc mà hiểu được người đàn ông nghĩ như thế nào và hiểu được cách mà họ mong muốn gì ở người vợ ấy, thì nó sẽ rất là quý trọng. Thế chị đã nhắc đến một cái cuốn sách rất là hay, thì chị để giải quyết cái vấn đề khó khăn đó là cái cách để mình hiểu được người chồng của mình trong hôn nhân thì chị có thể kể một vài ví dụ thật là ngắn về cái cách mà chị đã giao tiếp làm sao để có thể hiểu nhau hơn được không? Ví dụ như là bình thường là theo cách mình lúc mà mình chưa đọc ấy, thì ví dụ như cứ hai vợ chồng cãi nhau là cãi bằng thắng thì thôi, tức là cứ hai vợ chồng cãi đôi qua đôi lại. Nhưng đến khi mà mình đọc sách rồi thì mình hiểu rằng là có những đôi khi những cái mà người phụ nữ nên nhún nhường. Và thêm một cái nữa là ở trong cái cuốn sách đó Đàn ông sao Hỏa sao Kim ấy, thì có rất là hay là thường là người phụ nữ luôn luôn trách người đàn ông rằng vô tâm, họ không quan tâm gì đến người vợ. Nhưng thực chất ra rằng trong cái cuốn sách này họ đưa ra là người đàn ông ấy, họ có những cái khoảng thời gian khoảng lặng, lúc đó thì mình nên để cho người ta, giống như là ở trong cái câu này nó rất hay, đó là có một cái khoảng thời gian người đàn ông cần chui vào tủ kén. Đó chính là lúc mà người ta có cần một cái khoảng riêng tư để người ta suy nghĩ và lắng đọng lại. Và đôi khi lúc đó không phải là họ không quan tâm đến gia đình mà họ đang không muốn người vợ lo lắng cho mình nhiều hơn. Đấy là một cái cực kỳ hay, bởi vì nếu như khi mình hiểu được rồi thì mình sẽ không còn trách hay là giận hờn vô cớ nữa. Bởi vì trước đây thì chính bản thân mình cũng có những cái cách như thế, và khiến từ những cái suy nghĩ cũng tiêu cực của mình như thế mà khiến hai vợ chồng luôn luôn là bất hòa. Cảm ơn chị, hy vọng là những cái chia sẻ của chị Phượng sẽ giúp cho những cặp đôi sắp kết hôn hay thậm chí là đã kết hôn rồi sẽ có một cái cuộc sống hài hòa về giao tiếp và sẽ có cuộc sống hạnh phúc bền lâu hơn. Cảm ơn chị Phượng nhé. Cảm ơn em.